Ơi, cô bác ơi, cô bác thấy gì chưa? Đó, đây là hai cái máy nha. Đó, tại sao mình có hai cái máy? Thật sự là mình có cái máy này thôi, còn cái máy này là máy mượn. Dĩa bút. Bánh này nha con. Đây này. Nó đang nói chuyện nè, nó cũng nhiều chuyện nữa. Rồi cái máy này bữa hôm mình chạy qua ông anh lấy đồ, cô bác ơi. Chạy giữa chừng là bắt đầu nó hư. Nó không phải hư, nó hư là cũng không phải nữa. Tại đổ nhớt. Đổ nhớt hơi nhiều, cái nó trào ra lỗ mũi. Cái bắt đầu nó không có chạy được, mà mình đâu có đem cái đồ để mở buri cô bác đó. Rồi cái thành ra cái mượn cái máy của ông anh chạy về đây. Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ giục cái máy bự kia xuống rồi. Bây giờ trả cái máy này qua bển, với sẵn là mình qua bển mình gửi ông anh mua đồ nữa cô bác. Gửi mua đồ nó có tiền thiệt nè chú bộ. Gửi mua đồ rồi nghe nói bên ông anh có mua chiếc xe mới đó, sẵn mình qua cũng như chúc mừng luôn á cô bác ơi. Như mình vậy là mình đi bữa nay là ba công chuyện luôn nha. Quan trọng nhất là trả cái máy nè, để cho người ta có đi tới đi lui hay gì thì có máy đi, tại vì mượn hai ba bữa rồi. Bữa nay mới tranh thủ đi trả đó. Đó rồi gửi tiền nhờ ông anh mua đồ trên mạng đó cô bác. Rồi tại vì mình bên đây là khỉ ho cò gái, thành ra mua đồ là không có được. Gửi mua đồ không à, trả máy rồi sẵn qua bển thăm chiếc xe chơi. Mình cũng nhiều chuyện nhưng mà chủ yếu là trả cái máy nè, để người ta có đi đâu thì đi hết quá rồi. Nhưng mà trước khi đi thì kiểm tra lại xăng dầu nó làm sao cái đã đó. Tại vì quan trọng là mượn máy mà cái giác mà trả máy mà nó hết xăng hết dầu người ta là kỳ lắm nha đó. Tại vì người ta bỏ tiền người ta mua được cái máy mấy triệu đồng, trong khi mình mượn mà công không mà còn không đổ xăng dầu nữa là kỳ lắm à đó. Để đổ xăng nha cái nghe, kẹp cái máy vô cái chân đổ xăng nha. Tại bữa hổm mình có đổ rồi cô á, bữa nay đổ thêm nó cho nó đầy đầy chút mới được, mà đổ nhiều quá thì nó tràn nữa cô bác ơi, nó ọc ạch nó tràn nữa. Đó. Đổ nhiều quá khiên chết luôn. Đổ 2 phần bình thôi. Rồi. Cái này mình mới khiên cái máy xuống dưới nè. Khiên cái máy bỏ dưới cái nhà. Rồi, cái này mình di chuyển xuống dưới nha. Hôm nay mình tham quan đường sông nha. Giấc này còn hạ thủy cái máy này xuống nữa. Nên mình tham quan đường sông nha. Hạ thủy xuống rồi mình mới giục cái máy này qua nha. Rồi khởi hành nha, đem cái điện thoại theo, có hư máy dọc đường gọi 113 cầu cứu. Rồi quan trọng là giấc này giật cái máy này nó chạy hay không nè. À, trên xuồng hai cái máy rồi, không lẽ bị mắc kẹt giữa đường sao ta, cũng hên xui lắm nha. Nhiều khi người bệnh mà nuôi người bệnh giết, còn người bệnh cũng bệnh theo người bệnh luôn, không biết chừng à. Rồi khiên cái máy chút xíu mà thở ha. Mở khóa xăng, kéo nửa le rồi giật. Giấc này có tay một sao giật đây. À. Trời giết để trời mưa, biển mây đang thui cho rồi. Rồi giấc này có bác ngắm cảnh nha. Thăm nhớ chăng ngày
dài sâu. Đôi ta yêu nhau bao mùa mưa nắng, đã hơn một lần tay ấm trong tay. Nay dòng sông buông lặng lẽ trôi qua cầu, ôi cánh cò đâu sao ly biệt thành từng sầu. Sông chảy ra biển rộng, thương mãi cánh cò nay đã về đâu. Em mang trong tim bóng người năm ấy, sống nơi quê người anh có nhớ em trong ta.
rồng thương mãi cánh cò nay đã về đâu. Em mang trong tim bóng người năm ấy, sống nơi quê người anh có nhớ em không? Em mang trong tim bóng người năm ấy, sống nơi quê người anh có nhớ em không? Em mang trong tim bóng người năm ấy, sống rồi tới chỗ đó cô bác ơi, bây giờ mình gọi điện trợ giúp nha, không biết có nhà không nữa. Cái này là yếu tố bất ngờ nha cô bác, cái này là người thật việc thật nha. Mày mở điện thoại lên gọi cái coi, đi mưa gió sợ nó ướt nữa. Còn đây cái điện cái nghe, mình quay sao mà cái gì nó cũng thiệt thiệt vậy cô bác, coi nó hấp dẫn à. Rồi hình như là không có nhà hay gì rồi. À, để giấc này mình lội lên cái nha, tại vì có một tay một à, không có chiên được. Tỉnh đài đó, bắt ông xuống thiên tiếp mình thôi. Lên kiếm ông đi, không biết có kẹt công chuyện, không biết có nhà không nữa. Để cho lên cái rồi từ từ tính tiếp nha. Rồi sẽ gây đây đi, chút trở xuống mà mất tiêu cái xuồng cái vỏ cái kỳ đó nha. Rồi, ông điện lại. Alo. Ờ, xuống bến khiên tiếp cái máy tôi mắc kẹt rồi. Sao nè. Rồi, có quyền trợ giúp rồi cô bác ơi. Cũng hên không, vừa buộc xong cọng dây à, xuống tiếp rồi. Rồi, dắt này, bỏ cái điện thoại vô túi quần nó tuột nữa. Ấm quá ấm, để buộc thêm cái cọng dây đuôi nó cho nó chắc ăn nha. Chứ hồi nó bê ra rồi cái tàu nó đụng cái xuồng của mình nó mất xác nữa. Trời ơi con tay nó khó chẳng ai không. Đây tôi có con tay một hà không có khiêng được. Bữa nay sẵn đi tham quan luôn mà. Rồi khiêng tiếp cái đầu đó nha. Lan hả? Lan gì? Lan treo hả? Là ốp gỗ? Lan chủ á. À. Bữa đó kia ổng chết rồi, cái vỏ kia nó chìm cái vỏ rồi. Rồi nghe nha. Rồi, đi trước đi. À, hôm qua đi đâu? Hôm qua đi lấy xe. À. Sớm đi. Vậy là mới lấy hôm qua đó nha. Sáng qua mấy giờ? Hôm qua là ngày mấy ta? Ngày mấy tây? Hôm qua là ngày 28. 28 tháng 9 năm 2020, còn âm lịch là ngày mấy? Ngày âm lịch là ngày 28 âm lịch rồi đó. Ủa, vậy là ông lấy là mấy cái chậu lan mà cái lan ghép gỗ này đây ha. Đó, ở đằng sau này là lan nè cô bác, nguyên một cái vườn lan khổng lồ luôn nè. Đó. Quá thấy khủng khiếp không? Rồi đằng trước nữa. Cỏ này gạch lót vỉa hè ở trước nè hả? Có nghĩa là người ta giải tỏa, người ta làm cái vỉa hè lại cho nó thống nhất á cô bác. Rồi vỉa hè mình tự lót thì gỡ ra. Dạ chơi chị. Nhìn cái mặt chị đó. Rồi dịch đây. Đó. Rồi cô bác ơi. Ủa, ảnh đó. Sáng mày đảo vòng rồi đó. Ủa, sáng đi đâu? Tân Hiệp Kiên Giang hả? Vậy là ra tỉnh ngoài ha. Mấy con bữa ra tỉnh ngoài rồi. Dạ. Đó, đây là lính mới nè cô bác ơi. Hôm nay mình mới thấy lính mới đó nha. Biển 65A25734. À, màu trắng hả cô bác, mà mình cũng không biết cái modem của cái chiếc xe này là cái modem gì luôn đó. Cô thấy nè,
Rồi cái nhà đang sửa lại cô bác ơi, sửa lại chưa xong. Cái nhà chính là bên kia, bên đây chỉ là cái chỗ để xe thôi, cái nhà chính bên kia. Mình thăm qua một lần nha. Hả? Gia vô trong này luôn hả? Bể gạch không? Mới làm thứ 7 giờ phụ huynh thứ 9 bên còn không tắt. Mà chiếc xe này là cái modem gì ta? Kêu bằng xe gì? Toyota Vios G ha, bản G ha. Bản G đây. Mua ở đâu chiếc xe này, mình mua ở đâu? Ở Toyota Ninh Kiều Cần Thơ đó ha. Vậy là mới lấy bữa hôm qua luôn. Xe này xe mấy chỗ? 5 chỗ tính luôn tài xế. Năm chỗ tính luôn tài xế. Rồi ở sau là cái chỗ mà để đồ nữa ha. Ta kêu bằng cái gì? Cái cốp sau đây ha. Rộng sáng đi đồ cũng rất là rộng luôn cô bác. Rồi sâu là khoảng 1m2 và bề ngang là khoảng 6m6 m7 đó. Chứa được cũng rất là nhiều đồ luôn ha. Cái này là cái áo chùm nó cho nè. Áo chùm xe đó ha. Chùm xe ở trên đó ha. Này là con phụ kiện trước rồi có xe thao nè. Có tặng thêm một cái bánh đi kèm nữa ha. Kèm là lúc nào có cánh nè, cái này phụ kiện nữa nè. Chìa khóa mini á. Cái học được rất là rộng luôn ha. Cái này mà đi du lịch gia đình cái gì là chứa đồ là thoải mái luôn. Rất là rộng luôn. Cái trần này cao là khoảng chừng 8 tấc đó. Cốp rộng nhất ha. Cái này cũng giống như xe máy của mình mà có cái cốp rộng nữa cô bác, mình để đồ là thoải mái luôn. Rồi chừng nữa mình có gắn thêm mấy cái cản sau hay gì nữa không? Không. Để gì luôn ha. Có cảm biến hết trơn à. Gì là không sao. Có cảm biến luôn ha. Có nghĩa là lại gần vật thể gì thì nó hú còi hay gì đó. Nó hú. Con cảm biến. Rồi cái bảng này là số tay hay số tự động? Số tự động luôn nha. Vậy là hôm qua là đi làm biển số là làm một ngày xong không? Xong. Sáng là từ Cần Thơ là bên công ty nó chạy lên. Chạy lên đây bắt đầu là nó vô chi cục thuế. Chi cục thuế. Nó khai theo báo thuế rồi qua cái ngân hàng Agribank bắt đầu là nó đóng thuế. Đóng thuế xong rồi chạy xuống Cần Thơ bắt đầu làm bản số. Bản số xong qua đăng kiểm. Là trong một ngày là xong ha. Thì cái xe này mà mình hoàn chỉnh hết từ biển số thuế bả rồi hết là toàn thể là khoảng bao nhiêu triệu? 610. Khoảng 610 triệu ha. Bản thân nó không là 570. Là xe mới 100% đó ha. Xe mới 100% đó. Cái kính là kính chỉnh điện luôn hả, là cái kính thường? Chỉnh điện luôn ha. Mình coi thử cái nội thất bên trong coi. Tham quan á cô bác thôi. Hai cái remote ha. Này là khóa nè, cái tắt bên này là khóa. Đây là mở, con này là mở cốp. Cái này cũng tương tự như xe máy ha. Cái này cũng nói luôn, nó cho luôn. Có cái móc khóa luôn, tặng móc khóa luôn. Và nội thất ở bên trong nè cô bác. Nội thất ở bên trong như cô bác mình thấy đây. Cái màn hình này 7 inch hả? Đây nè, chỉnh ra kiến nè. Cái này ta chưa các bạn lên. Chỉnh điện luôn ha. Chỉnh điện. Rồi cái màn hình này hát được DVD không? Không, này nó không hát đĩa. Nó chỉ hát USB thôi ha. Màn hình này thì nó kết nối 3G của điện thoại rồi nó lết trên này luôn. Vậy là GPS là mình chuyển từ điện thoại qua đây cũng được luôn. Nghĩa là mình kết nối điện thoại là nó có 3G là qua Bluetooth ha. Cũng rất là hiện đại luôn. Ở bên trong này, trong cái bộ cái máy của nó camera hình luôn. Camera hình chỉnh. Có cảm biến sau luôn nè. Cảm biến sau, cảm biến trước. Đó. Cái này là cái camera sau. Camera lùi ở phía sau đó ha. Cũng đầy đủ đồ chơi cho người bán ơi. Đây nè ha. Camera lùi. Lùi gì mình nhìn theo cái khung này lùi nè. Như là một đằng trước là hai chỗ sau ba chỗ nữa, nhưng mà chỗ tài xế là mình còn 4 chỗ đó. Số nè, cái này là cái chế độ đổ nè, chế độ đổ nè, chế độ đổ đây nè. Tại chỗ là chỉ số là số gà đây. Gà để cho an toàn đó ha. Bên này là ghe nè.
Rồi, rồi trên đây là bao gồm là những cái phần chi tiết cái này là cái chỉnh gió thôi. À, chỉnh gió thôi ha. Chỉnh gió nè. Hướng gió nè, tùy theo muốn chỉnh gió gì đâu. Quạt nè. Còn này lạnh nè. Lạnh ha. Còn bên kia là bao gồm những cái đồng hồ gì? Đồng hồ này á, đồng hồ km nè. Đồng hồ mà cái tua dòng chạy đó. Tua. Nghĩa là mình cái độ quay của cái máy á. Còn bên kia có điều chỉnh gì nữa đây không? Đây là điều chỉnh là lớn nhỏ ra cái phải trên này của cái ấy ha. Còn cái kia của cái kiến, còn cái này là cái kiến nhà ca vô nè. Kiến chỉnh điện ha. Đó, khi nào mình khỏi cần lên kia mình chỉnh cái này luôn. Cũng rất là tiện ha. Còn này là kiến nè. Còn trên cái vô lăng là bao gồm là những cái nút này là nút mấy nút để điều chỉnh hát bên cái này bắt nhạc rồi thôi ha. Còn này là của điện thoại nè, kết nối điện thoại rồi này bắt nghe tắt này là bật lên là nghe nè là tắt nè cũng như điều chỉnh bên tại điện vì điện thoại khi mình kết nối vô đây rồi là nó bắt chế độ rảnh tay là nó mình nói nó nghe luôn, mình điều khiển trên đó luôn này luôn. Còn ở trên này là sử dụng cho máy lạnh hả? Không, cái này là đèn. Đèn hả? Đằng trước này sao? Rồi cái dàn lạnh nó làm sao? Dàn lạnh nó có thử chưa? Rồi, dàn lạnh là nó chỉ là đối với xe 5 chỗ thì chỉ có dàn lạnh dưới này thôi nha. Dàn lạnh phía dưới nè ha. Rồi là ở trên này thôi, nó không có hoàn chỉnh sao. Khi cái của cái loại 7 chỗ trở lên nó mới có hai dàn lạnh. Tại vì cái 5 chỗ thì nó nhỏ. Nó gọn ha. 5 chỗ thôi. Nhưng mà vẫn đủ. Tại vì từ đây nó quá ngắn. Có thử là độ lạnh tốt không? Ok. Vậy là bữa nay là mình mới đi một chuyến ở ngoài tỉnh rồi đó ha, là đi Kiên Giang thử một chuyến. Đúng ha, mà thấy xe chạy im không? Im quá, ok luôn. Vậy là cũng vừa ý rồi đó ha. Mà thấy tiết kiệm xăng không? Tiết kiệm xăng lắm. Nó là tính ra khoảng là theo cái mức tính đó, tại vì mình chưa có tính ra theo ha, mà những người đã sử dụng rồi nó khoảng là 6 lít. 6 lít trên 100 đó ha. 100. 6 lít trên 100 thì cũng chấp nhận được. Tại vì nó là chế độ tiết kiệm rồi, chế độ này nó ok. Rồi ghế ngồi gì là nó có hơi đau lưng không, hả? Là nó tương đối vừa ha. Có trang bị túi khí cho mình luôn không? Có túi khí, này là 6 túi khí. Có túi khí rồi hết ha. Là cái niệm bọc nè. Cái da bọc nè. Có sạc xe hơi sẵn cho mình, sạc ô tô luôn đó ha. Có hai cái hộc chứa đồ. Ở bên kia còn hộc nào nữa không? Hả, là hộc bên này à? Này là cái hộc nhỏ để điện thoại thôi. Cái hộc nhỏ thôi ha. Nhỏ thôi. Ở phía dưới đó. Cái này là cái dây của nó để sạc, nó chìm tới đây nè. Cái này là người ta trang bị sẵn cho mình luôn. Nó vòng lên. Một ngõ USB nè, sạc nè. Có nhu cầu tha đổi cũng được. Hoặc là cái tẩu sạc của ô tô. Rồi bên này là có một USB sạc nữa. Cái xe này cũng rất là hiện đại luôn ha, đủ đồ chơi luôn, đồ chơi công nghệ đầy đủ hết. Đầy đủ hết hả? Như chiếc xe này thì người ta bảo hành ra sao? Người ta bảo hành km hả? Là người ta bảo hành theo năm. Km ha? Bao nhiêu km? 3 năm hoặc ngàn km nè. 100.000 km ha? 100 km hoặc là 3 năm. Mình chọn như một trong hai cái đó ha. Thì tới đợt là mình trở xuống dưới hãng mình bảo trì hả? Mình bảo trì tùy chỗ nào cũng được. Nhưng mà ưu tiên chỗ của mình để nó ưu đãi hả? Vậy thì giả sử như khi mà mình xuống dưới mình mua xe thì xe có sẵn chưa hả, là mình mất đặt hàng về? Đặt trước khoảng là 15 ngày đến 1 tháng. 15 ngày đến 1 tháng thì mới có xe, chứ không có xe ở bãi sẵn ha. Không. Xe thông thường phải đặt trước, tại vì xe là sản xuất không kịp. Nó hơi cháy hàng đó ha. Còn những cái hãng khác thì có thể là nó đủ ha. Có xe nó chậm thì nó có hàng trước. Hiện Vios rồi hàng ngày đang hàng hot. Cái này là Toyota Vios bản G là bản mới nhất hiện tại của dòng Toyota, của cái dòng này. Cái dòng 5 chỗ này. Ở đây là mình thấy là đủ đồ chơi cho ha cô bác. Camera trước, camera sau, kính chỉnh điện, số tay, số tự động là đầy đủ hết. Vậy là từng có đi thử rồi, chạy thử rồi luôn. Rồi vậy là mình có bằng lái bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới mua chiếc xe? Lái gần 2 năm rồi. Gần 2 năm rồi ha. Đến này nữa là 2 năm. 2 năm mới mua được chiếc xe đó cô bác. Tại ở đây là cái vùng ngoại thành của Cần Thơ, thì để mình dành dụm vốn để mua được chiếc xe thì nó cũng không phải dễ, cũng phải cài cuốc dữ lắm luôn. Mà chủ yếu cái phương tiện là hình như là mua để che nắng, che mưa, để đi đường xa, phải không? Đúng rồi, để kinh doanh mình mạng sức khỏe. Như vậy là mình đi suốt hay sao?
hầu như là cái lịch là đi suốt, nhưng mà tại vì ở nhà mình cũng đang kinh doanh ở nhà nữa, nghĩa là cũng sắp xếp thời gian một tuần 2 ngày ở nhà, còn khoảng 5 ngày là đi thị trường kết nối là khắp miền Tây luôn. Vậy là cái công việc kinh doanh chủ yếu của mình là về bên sản phẩm nào? Bên sản phẩm về thực phẩm chức năng, dinh dưỡng dược, để chuyên về cái mảng sức khỏe. Mình có cái kênh YouTube hoặc là website gì không? Có kênh YouTube của cái kênh chuyên về cái mảng sức khỏe này là kênh Sức Khỏe Vàng Hồng Cảnh CT. Sức Khỏe Vàng Hồng Cảnh CT. Rồi với cái trang web là khakimthức.com. Tại cái kênh kia đã đổi rồi, bỏ rồi. Cái đó là cái website spakimthức.com. Là chưa, cũng chuyên về những sản phẩm này thôi. Nếu bà con mình truy cập vô đó thì toàn là những sản phẩm về sức khỏe. Chi tiết luôn. Đó. Còn cái kênh YouTube thì là Sức Khỏe Vàng Hồng Cảnh CT. Đúng rồi. Vậy là có hai kênh cô bác có tham khảo, thì mình vào hai cái kênh đó mình tham khảo. Hiện tại thì bữa nay mình qua mình tham quan, bữa nay mình tham quan chiếc xe mới nha. Chiếc xe này là mới, mới có 2 ngày phải không? Mới 3 nay thôi. Còn rất là mới luôn. Vậy là cái công việc kinh doanh cũng rất là suôn sẻ cô bác. Do mình di chuyển rất là nhiều, thành ra là phải che nắng che mưa, chứ mình đi mà xe máy như cái người thường của mình đó thì nó rất khó khăn. Trời mưa gió, tháng này tháng 8 là không ngày mưa suốt luôn phải không? Đúng rồi, suốt luôn. Ngày qua đi là cũng suốt luôn. Rồi hồi trước khi mua xe này thì cái cảnh đó mình đi sao? Đi quá là cực luôn. Tại vì mình đi xe Honda, mà nếu mà nó mưa đi thì dù cho bạn cỡ nào bạn nhớ vẫn ướt. Đi gọn rồi ướt đầm đìa luôn. Chứ đi vừa nắng, có khi thì nắng quá nắng, khi mưa là sức mình chịu không nổi. Vừa hơn thế là mình một số đồ đạc của mình á, mình đem theo, mà đi thị trường thì cũng cần đem theo một số đồ đạc nè, cũng như là cái thuốc sản phẩm của mình đem theo để tư vấn, thì không đem được nhiều, không được thoải mái, nó chặt chội, với lại đi nó không được an toàn. Như vậy là chiếc xe này chủ yếu là vì mình cái công việc đi lại của mình thì mình mới sắm, chứ không phải là mình sắm để dư tiền mình sắm không? Đúng rồi, chính xác là vì công việc, nghĩa là vì cái mảng kinh doanh của mình đi. Mình di chuyển quá nhiều, với khi mình đi mà không có đem đồ đạc, dụng cụ, sản phẩm đồ theo được. Thành ra mình mua cái xe này. Cái này là cái nhu cầu thực tế luôn hả cô bác? Chứ không phải là mình dư rồi mình mua chơi đâu. Ở quê thì cái kinh tế nó cũng eo hẹp. Rồi vậy là mình tham quan xong, ở phía bên trong chắc là mình ra ngoài chơi ha. Cô bác mình thấy đây, chiếc xe cũng nhìn rất là đẹp cô bác. Nhưng mà tại sao mình chọn cái màu trắng thay vì mình chọn màu khác? Tại cái màu này là hầu như cái màu mình yêu thích. Thích màu trắng ha. Chứ những màu chủ đạo đó là màu trắng nè, màu đỏ và màu đen. Trắng, màu đỏ thì nó chói quá. Màu đen á thì nó lại là thấy nó quá nhung. Mình thấy màu trắng là ok nhất rồi. Thích gọi là màu sữa. Thích màu trắng cô bác, mỗi người có một màu, thành ra chiếc xe khi người ta làm ra, người ta làm rất là nhiều màu ha, đen, đỏ, trắng, xanh, vàng. Nếu như theo mình mua thì mình mua chiếc đen, tại mình thích chiếc đen. Còn như ông chủ bên này thì ông thích chiếc trắng, mua chiếc trắng, bởi vì người ta mới làm nhiều màu mới bán được ha. Cái chiếc này vậy là bảo hành 100 km cô bác. Đó, vậy là mình mua cũng cùng tỉnh luôn, làm cùng tỉnh chắc là biển số nó dễ ha. Nhưng mà ví dụ mình mua tỉnh khác á, thì cũng phải về tỉnh mình làm. Cái đó là bắt buộc. Tại vì mình ở tỉnh Cần Thơ thì chỉ về tỉnh Cần Thơ làm thôi. Xe ô tô thì chỉ đăng ký một chỗ một. Thế thì tại huyện. Tại huyện nhà ở đây tại là huyện. có cái chỗ để mình làm biển số này luôn không? Biển số là bắt buộc, chỉ có tại ở cái gần Cần Thơ thôi. Tất cả chung của tỉnh mình là về đó hết. Em đi ra. Rồi vậy là mình đã tham quan một vòng xung quanh cái khu vực cái tiệm của ông chủ đây, và cái khu vực này á, là cái khu trung tâm của huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đó cô bác. Đây là bên đây là cái khu huyện ủy, còn cái đường này là đường tỉnh lộ, cái đường mà 4 tổng 1000 đó cô bác. Cái đường này đi xuống Cờ Đỏ nè, và trở ngược ra cái hướng này tức là cái chợ huyện Vĩnh Thạnh ở ngoài đây. Rồi mình sẽ quay tham quan một vòng nữa để cô bác mình xem cái cảnh nhà xung quanh ở đây đó. Bên này là cái khu để xe cô bác, cái nhà chính thức là bên này, nhưng mà mình sẽ không có tiện quay cái nhà bên này đó. Mình sẵn qua đây gửi ông anh mua đồ, sẵn rồi mình tham quan cũng như là chúc mừng cái xe mới bên nhà của ông anh thôi. Rồi tới đây mình ngưng, và cô bác có cái nhu cầu liên hệ với ông anh để tư vấn bên cái mảng sức khỏe thì mình có thể vào spakimthức.com hoặc là Sức Khỏe Vàng Hồng Cảnh CT ở trên kênh YouTube của cô bác. Rồi vậy là video của mình tới đây kết thúc. Rất cảm ơn cô bác đã xem tới cái đoạn này luôn nha.